Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân trước nạn tấn công tình dục khi tới Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ đã đăng bài viết cảnh báo công dân của mình đang sống và du lịch tại Việt Nam về khả năng bị tấn công tình dục tại đây. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắc nhở công dân Hoa Kỳ về tình trạng tấn công tình dục xảy ra ở Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp bài viết có tựa đề Nhận thức về tấn công tình dục ở Việt Nam được đăng trên trang web của cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 9 năm 2020. Bài viết cho biết, mặc dù không phổ biến, nhưng Đại sứ quán Hoa Kỳ đã nhận được báo cáo về các cá nhân bị tấn công tình dục bởi những người lái xe taxi hoặc xe máy không có biển hiệu. Các công dân Mỹ được khuyến cáo không bao giờ đi xe taxi không có biển hiệu hoặc chấp nhận dịch vụ vận chuyển từ các tài xế không được đặt trước ứng dụng có thể theo dõi dấu vết hoặc qua một công ty taxi có uy tín. Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội nhắc nhở công dân luôn phải đảm bảo rằng lái xe, màu và loại xe và biển số đăng ký phải đúng với thông tin đặt qua ứng dụng. Đồng thời, chú ý tới tuyến đường đi và đảm bảo rằng lái xe dừng trả khách tại một khu vực an toàn ở địa điểm chính xác. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo các công dân nước mình không nhận đồ uống hoặc thuốc lá từ người lạ vì các tội phạm Việt Nam thường được biết sử dụng thuốc lá đã được can thiệp để làm suy yếu nạn nhân, cũng như nên đi theo nhóm và cảnh giác khi ra ngoài vào ban đêm. Các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi các công dân Hoa Kỳ thông báo sự việc nếu họ bị tấn công hoặc cảm thấy không an toàn. Hiện chưa có thống kê các trường hợp hành khách bị tấn công tình dục khi sử dụng các dịch vụ taxi và xe máy lậu ở Việt Nam. Tuy nhiên, báo chí trong nước từng loan tải tin tức về các vụ quấy rối tình dục khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách. Đây là hình ảnh tài xế Uber Nguyễn Dương Khánh bị bắt về cơ quan công an sau khi hiếp dâm khách nữ ở Sài Gòn vì xinh đẹp. Hai hãng taxi công nghệ lớn nhất tại Việt Nam là Uber và Grab đều đã chứng kiến những bê bối liên quan đến quấy rối tình dục hành khách. Hình ảnh của Uber và công ty taxi dựa trên ứng dụng di động có trụ sở tại Mỹ và hoạt động tại nhiều nước trên thế giới đã bị tổn hại trầm trọng sau những vụ tấn công tình dục của tài xế đối với hành khách kể từ năm 2014 và tình trạng đã lan đến Việt Nam vào cuối năm 2017. Rạng sáng ngày 10 tháng 12 năm 2017, chị T đã đặt dịch vụ xe ôm Uber để đi từ quận 7 về Bình Tân thì được Nguyễn Dương Khánh chạy xe máy đến đón. Trên đường đi, thấy nữ hành khách xinh đẹp nên Khánh nảy ý định cướp tài sản và hiếp dâm. Khánh sau đó chạy xe lòng vòng, giả vờ bị lạc đường nên mượn điện thoại của chị T để dò bản đồ. Khi đến khu vực bãi trống trên đường phố 36, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Khánh dừng xe lại. Chị T thấy vậy nên hốt hoảng hỏi, anh dừng xe làm gì vậy? Khánh nói, cướp luôn. Sau đó, đối tượng Khánh đã giúp con dao khống chế, hiếp dâm chị T ngay tại bãi đất trống. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng Khánh chở chị T đến giao lộ quốc lộ 1, Phan Văn Hớn, quận Bình Thân và thả chị xuống, cướp điện thoại nạn nhân rồi phóng xe đi. Uber sau đó đã khóa tài khoản của tài xế và gửi lời động viên nữ hành khách này. Cũng thời gian vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Viện Kiểm soát cùng các cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can tạm giam Nguyễn Dương Khánh, 25 tuổi, ngụ ở Cần Giờ để điều tra về tội hiếp dâm. Hãng taxi công nghệ Grab cũng đã ghi nhận trường hợp tài xế đã quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi trên xe. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang Facebook của chị E về việc con gái 9 tuổi bị tài xế Grab quấy rối tình dục trên xe cùng thông tin về quốc xe đã đặt trên ứng dụng Grab. Vào hồi tháng 5 năm 2018, trên mạng xã hội lan truyền sự việc bé gái 9 tuổi bị tài xế Grab quấy rối tình dục khiến nhiều bậc phụ huynh bức xúc. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, chị E đã chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện con gái mình chưa tới 9 tuổi bị tài xế quấy rối tình dục khi đi xe Grab. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 5, chị có đặt một xe taxi Grab, tài xế là Phạm Văn Hát, đón con gái đi học như thường lệ từ Trích Xài, quận Tây Hồ đến Đại Từ, quận Hoàng Mai. Sau khi về nhà, chị E hỏi chuyện con gái và rất sửng sốt, bất bình khi biết được câu chuyện trao đổi giữa con gái và tài xế Hát trong quá trình di chuyển trên đường. Chị E đã trích lại lời con gái kể như sau. Chú ý hỏi con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, chú hỏi con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa, có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì hay không, rồi chị ấy hỏi con
có cho chú ấy chạm vào quần lót của con được không? Và Grab đã đình chuyển quyền sử dụng dịch vụ đối với tài xế này, đồng thời gửi văn bản đến Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội để đề nghị hỗ trợ làm rõ sự việc. Phía Grab cũng cho biết đã đề nghị được hỗ trợ bác sĩ tâm lý và xe riêng để đưa đón con gái chị E với chi phí sẽ do Grab Việt Nam chi trả theo chính sách bảo hiểm tai nạn tự nguyện khi di chuyển trên ứng dụng Grab. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cảnh báo công dân của mình về tình trạng an toàn tại nước sở tại. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết Bộ Công an Việt Nam thông báo về sự gia tăng tội phạm ở Việt Nam được đăng tải vào ngày 29 tháng 4 năm 2020 trên trang web chính thức của Đại sứ quán và Lãnh sứ quán tại Việt Nam. Vào hồi cuối tháng 4, Đại sứ quán và Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã phát đi thông tin quan trọng khuyến cáo công dân nước mình ở Việt Nam về tình trạng tội phạm gia tăng do kinh tế khó khăn vì virus corona như trộm cắp, tấn công để cướp của và lừa đảo trên mạng. Thông báo cũng nêu rõ, do tình hình COVID-19 tiếp tục làm suy yếu các nền kinh tế trên thế giới, Bộ Công an Việt Nam đã thông báo cho công chúng về sự gia tăng tội phạm ở Việt Nam. Các nhà chức trách Việt Nam nhấn mạnh rằng họ có nhiều lực lượng cảnh sát và quân đội tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh nên năng lực điều tra và ứng phó của họ có thể bị cản trở trong thời gian này. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo công dân Hoa Kỳ nên cảnh giác với khả năng gia tăng tội phạm đối với người và tài sản như tình trạng thường thấy trong thời kỳ kinh tế khó khăn, bao gồm trộm cắp, tấn công để cướp của và lừa đảo trực tuyến. Công dân Hoa Kỳ nên tiếp tục thận trọng khi đến Việt Nam, bao gồm tuân thủ các hướng dẫn y tế địa phương, thể hiện sự khiêm tốn trước công chúng và nhận thức về môi trường xung quanh. Cùng thời gian, cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam phát đi cảnh báo, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Lương Tam Quang được báo chí trong nước trích lời nói rằng dịch bệnh COVID-19 đã khiến kinh tế đình trệ, đời sống của người dân gặp khó khăn nên tình trạng tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp. Ông Quang nêu lên nhận định này khi tới chúc mừng và khen thưởng các đơn vị tham gia phá án dùng súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội. Năm ngoái, ngay trước cuộc hội nghị thượng đỉnh Donald Trump và Kim vài ngày, một du khách Canada đã bị tấn công kèm theo lời lẽ khiếm nhã do bị hiểu nhầm là người Mỹ ở ngay ngoại ô Hà Nội. Đây là hình ảnh cô Hit, người Canada đi du lịch ở Việt Nam đã bị tấn công tại ngoại ô Hà Nội và được đưa vào bệnh viện địa phương để sơ cứu vết thương vào tháng 2 năm 2019. Giáo viên mỹ thuật 25 tuổi người Canada Heather đang tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên tại Việt Nam thì đột nhiên bị một nhóm người đàn ông tấn công ở Phú Xuyên, Hà Nội. Nhóm người này lăng mạ, người Mỹ bẩn thỉu, Trump bẩn thỉu và tấn công vì họ hiểu nhầm cô là người Mỹ. Trả lời đài BBC, Hết cho biết cô đang trên đường đi Ninh Bình từ Hà Nội trưa ngày 25 tháng 2 năm 2019, thì dừng lại bên lề để hỏi đường. Cô kể lại, người tôi hỏi có vẻ không nói được tiếng Anh nên tôi bỏ đi, thì tôi thấy bốn người đàn ông đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, rồi chỉ tay vào tôi và bắt đầu nói, theo tôi nghĩ là người Mỹ bẩn thỉu, Trump bẩn thỉu. Tôi cảm thấy có mấy viên đá nhỏ ném vào mình. Tôi quay lại, giơ tay lên và nói, dừng lại. Hết đã lái xe đi, nhưng bị hai người trong bốn người đàn ông lái xe đuổi theo. Một người chặn đầu, một người khác đạp vào bánh xe, khiến cô mất thăng bằng và ngã xe. Người đàn ông giật lấy túi đồ trên xe, bên trong có vài bộ quần áo và khoảng 260 đô la tiền mặt. Cô kể lại, tôi rất choáng váng, tôi tựa vào thành hàng rào, thì có một người phụ nữ đến chỉ vào đầu gối. Lúc đó, tôi mới thấy mình bị đang đứng trên vũng máu của mình, da tôi như sắp lìa ra. Rất may sau đó, người phụ nữ địa phương này đã đưa cô đến bệnh viện để khâu lại vết thương. Sau đó, cô đã đi taxi về Hà Nội để điều trị trong một bệnh viện quốc tế. Cô cho biết đã không báo cảnh sát vì lúc đó chỉ tập trung vào chữa lành vết thương. Khi đến Hà Nội rồi, cô không muốn quay lại đó và báo cảnh sát ở đó nữa, nhưng cô có báo cho Đại sứ quán Canada ở Hà Nội. Sau sự việc này, nhiều người Mỹ đã chia sẻ mình cũng từng bị tấn công như vậy. Andre Terry, người đến từ bang Florida, Hoa Kỳ nói, chính anh cũng đã từng bị tấn công tinh thần bằng lời nói khi mới đến Việt Nam. Anh kể, tôi đang đi bộ trong khu phố cổ ở Hà Nội thì nhiều người nhổ nước bọt xuống chỗ tôi đi qua và nhìn đều tôi. Một lần khác, tôi đang đi bộ cùng một người bạn từ Ba Lan gần Hồ Tây thì một người đàn ông lớn tuổi nói American là người Mỹ rồi nhổ nước bọt về phía tôi. Andre thời điểm đó đang dạy tiếng Anh ở Nam Định. Anh cho biết đôi khi cũng nhận được thái độ như vậy từ một vài người bản địa. Anh nói, ở Nam Định thì khi tôi dừng xe ở đèn đỏ thì có một người nói với tôi rằng fuck you, American và cũng nhổ nước bọt vào người khi tôi đang đi bộ. Andre cho biết hầu hết những người tấn công anh là những người đàn ông lớn tuổi.
Tôi không thực sự ghét họ bởi vì tôi không thể hình dung được những gì đã xảy ra với họ. Anh cũng cho biết tôi không báo công an bởi vì tôi không bị thương gì cả. Tôi yêu Việt Nam và tôi luôn nghĩ có một phần nhỏ số người xấu đã khiến cả quốc gia ấy trông xấu đi. Nhưng những sự việc trên không thay đổi quan điểm của tôi về Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân trước nạn bị tấn công tình dục khi tới Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.